là lực lượng quân đội đông đảo hàng đầu với hơn 1,4 triệu quân thường trực tại khắp nơi trên thế giới. Họ có mặt ở mọi điểm nóng trên hành tinh, chiếm tới hơn 42% tổng ngân sách quốc phòng của toàn bộ nhân loại. Đó chính là quân đội Mỹ, đội quân nhà nghề thiện chiến, hùng mạnh mà bất cứ quốc gia nào cũng phải e sợ. Tuy nhiên, đội quân này cũng có những điểm thú vị mà có thể bạn chưa biết. Quân đội Mỹ hay các lực lượng vũ trang Mỹ là tổng hợp lực lượng quân sự thống nhất của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Những lực lượng này gồm có lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân, tuần duyên và lực lượng vũ trụ. Hoa Kỳ có một truyền thống dân sự kiểm soát quân sự mạnh mẽ, tức Tổng thống sẽ đóng vai trò như người lãnh đạo tổng thể về quân sự. Còn Bộ Quốc phòng Mỹ giữ vị trí như một cơ quan mà các chính sách quân sự được thực hiện. Bộ Quốc phòng Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lãnh đạo. Bộ trưởng cũng là một người thuộc giới dân sự, cũng như thành viên trong nội các Mỹ. Tất cả 5 quân chủng thuộc quân đội Hoa Kỳ được đặt dưới quyền hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, trừ tuần duyên Hoa Kỳ được đặt dưới quyền của Bộ Nội an từ năm 2003, sau khi có việc tái tổ chức chính phủ theo sau sự kiện tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, tuần duyên Hoa Kỳ có thể được thuyên chuyển sang Bộ Hải quân theo lệnh của Tổng thống hay Quốc hội trong thời chiến. Quân đội xứ sở cờ hoa là một trong các lực lượng quân đội lớn nhất tính theo quân số, với khoảng 1,4 triệu quân thường trực và hơn 800.000 binh sĩ dự bị. Nguồn nhân lực của quân đội này phần lớn tới từ những người tự nguyện phục vụ, mặc dù chính sách quân dịch cũng từng được sử dụng nhiều lần trong quá khứ cả thời chiến cũng như thời bình, nhưng nó đã không còn áp dụng kể từ năm 1972. Tính đến năm 2010, nước Mỹ chi tiêu khoảng 692 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho các lực lượng quân sự của mình, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ sở hữu số lượng cực kỳ lớn hàng loạt trang bị mạnh tiên tiến, qua đó giúp cho họ có khả năng lớn cả về phòng thủ và tấn công, cũng như tạo ra sự khác biệt mà gần như không cường quốc nào có thể đuổi kịp. Song hành cùng với sức mạnh, tiềm lực khổng lồ là những câu chuyện thú vị và đặc biệt mà có thể chưa nhiều người biết tới. Đầu tiên, quân đội Mỹ chính là lực lượng duy nhất trên thế giới sở hữu siêu tàu sân bay hạt nhân trên 100.000 tấn, chiếc USS Gerald Ford, số hiệu CVN-78. Là tàu sân bay lớn nhất thuộc Mỹ, Gerald Ford có chiều dài lên tới 333 mét, rộng 77 mét, lượng choán nước cực kỳ khủng là 100.000 tấn, tháp điều khiển cao tới 76 mét. Với trái tim là hai lò phản ứng hạt nhân A-1B, cũng như các lò phản ứng hạt nhân khác dành cho Hải quân Mỹ, A-1B sử dụng các thanh nhiên liệu là hợp kim với 15% zirconium và 85% uranium, trong đó uranium được làm giàu tới 93,5%. Sử dụng uranium làm giàu mức độ cao cho công suất cao hơn, giảm gánh nặng hậu cần cũng như bảo dưỡng. Hơi nước được chuyển thành năng lượng bằng cách đưa chúng đến 4 máy phát tuabin chính để tạo ra điện cho các hệ thống trên tàu và cho máy phóng điện tử. Siêu hàng không mẫu hạm này tuy sở hữu kích thước khổng lồ nhưng lại có tốc độ trung bình khá cao, khoảng 56 km/h, không bị giới hạn tầm hoạt động, được ví như một ốc đảo thu nhỏ dưới đại dương. Với kích thước khổng lồ, Ford có thể mang theo tối đa 90 máy bay quân sự các loại. Cùng với đó là một hệ thống vũ khí với hai bệ phóng tên lửa đất đối không RIM-162, hai bệ phóng tên lửa tầm gần RIM-116, 3 pháo tự động Phalanx CWS và 4 súng máy M2-12,7 ly. Gã khổng lồ này cũng được công nhận là con tàu giữ kỷ lục thế giới về chi phí đóng tàu. Việc chế tạo và thử nghiệm biểu tượng của lực lượng Hải quân Mỹ đã khiến cho ngân sách quốc phòng nước này tiêu tốn tới gần 13 tỷ đô la. Tàu sân bay được trang bị công nghệ hiện đại mới, bao gồm lượng điện năng gần gấp 3 lần so với các tàu sân bay lớp Nimitz và hệ thống phóng máy bay điện tử EMOS. Hệ thống EMOS sử dụng năng lượng điện để phóng máy bay khỏi tàu thay cho hệ thống máy phóng hơi nước trước đây. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tích hợp các radar mảng pha quét điện tử chủ động ESA cho việc phát hiện và theo dõi các mối đe dọa. Hệ thống cảm biến chính trên tàu là bộ radar băng tần kép DBR tân tiến, gồm có radar đa chức năng băng tần XAN SPI-3
và radar băng tần S, AN, SPI-4. Nam châm điện được sử dụng trong hệ thống các hãng máy bay tiên tiến AAG mới. Hệ thống hiện tại trên lớp Nimitz trước đó dựa vào cơ cấu thủy lực để làm chậm và dừng máy bay hạ cánh. Cách này khi hãm các thiết bị máy bay không người lái UAV sẽ làm hỏng càng đáp của chúng do áp lực cực lớn lên khung máy bay. Bằng cách sử dụng điện từ, việc hấp thụ năng lượng được điều khiển bằng động cơ turbo điện. Điều này làm cho việc hãm máy bay mượt mà hơn và giảm sốc lên máy bay. Mặc dù trên xà đáp máy bay, các hãm của AAG nhìn không khác gì với hệ thống cũ bằng thủy lực, nhưng nó sẽ linh hoạt, an toàn, đáng tin cậy hơn và sẽ cần bảo trì ít hơn. Không chỉ vậy, General Air Force còn sở hữu một bệnh viện nội trú bao gồm phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, hiệu thuốc, phòng phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt 3 giường, phòng cấp cứu 2 giường và phòng bệnh viện 41 giường, quản lý bởi 11 sĩ quan y tế cùng 30 nhân viên quân y. USS General Air Force và các tàu khác thuộc lớp này dự kiến sẽ có thời gian phục vụ là 50 năm và nó có thể thích ứng với việc hiện đại hóa các trang thiết bị của Hải quân Mỹ trong tương lai. Quân đội Hoa Kỳ cho rằng sự linh hoạt của tàu lớp Ford, chẳng hạn như việc thiết kế mô đun hóa các không gian khác nhau trên tàu, là một tài sản thích ứng với sự phát triển trong tương lai và sẽ giúp Ford bắt kịp với những phát triển công nghệ mới và những thay đổi trong môi trường tác chiến mới. Vậy thì khi sở hữu kích thước khổng lồ cùng trang thiết bị tối tân, theo bạn, con số thủy thủ đoàn mà nó có thể mang theo là bao nhiêu? Đáp án A, 5.000. Đáp án B, 4.600. Đáp án C, 4.000. Và đáp án D, 3.500. Thời gian đã kết thúc, các bạn hãy comment đáp án của mình xuống dưới và cùng xem đến cuối video để được giải đáp nhé. Quay trở lại với nội dung chính, ngoài việc sở hữu một siêu tàu sân bay cực khủng, thì quân đội Mỹ cũng là lực lượng vũ trang hiếm hoi có số lượng các đời tổng thống từng tham gia phục vụ quân ngũ nhiều nhất. Cụ thể, trong số 44 người từng đảm nhận cương vị tổng thống Mỹ, có tới 31 người từng phục vụ trong quân đội. Mặc dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Nổi tiếng nhất phải nhắc tới ngài George Washington. Ông được coi như vị tư lệnh đầu tiên của quân đội xứ sở cờ hòa trước khi trở thành tổng thống. Hay thậm chí Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26, còn nhận huân chương danh dự vì thành tích lớn trong trận đánh đồi San Juan năm 1898. George Bush, tổng thống thứ 41, nhận huân chương chữ thập do có công lớn trong Thế chiến thứ hai. Ở thời điểm đó, ông là phi công lái máy bay phóng lôi TBF Avenger. Thời điểm này, thực hiện nghĩa vụ quân sự gần như là chuyện phải làm trước hết đối với các chính trị gia và tổng thống Mỹ nhiều đời trong suốt và sau Thế chiến thứ hai. Vị tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, hai nhiệm kỳ từ năm 1953 đến 1961, từng nắm vai trò tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu trong cuộc chiến khốc liệt nhất hành tinh và cũng là người phát lệnh đi đây cách đây hơn 75 năm. Chiến dịch đổ bộ lịch sử làm đảo ngược thế cờ cuộc chiến. Ông đã giúp chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến 1953 ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, cũng có những vị tổng thống xuất thân từ dân kinh tế hoặc chưa từng tham gia phục vụ quân đội. Tổng thống Trump là một ví dụ khi ông đã lên tiếng phản đối chiến tranh Việt Nam dù thuộc đối tượng đủ sức nhập ngũ và tham chiến. Thậm chí ngay kể cả khi trở thành người quyền lực nhất xứ sở cờ hòa, trong sự kiện ngày 6 tháng 6 năm 2019, đánh dấu tròn 75 năm kể từ khi quân đồng minh mở cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy, Tổng thống Donald Trump đã có phát biểu không hối tiếc về việc đã tránh phục vụ quân ngũ trong chiến tranh Việt Nam vì ông không phải là người hâm mộ của cuộc chiến bị nhiều người trên thế giới phản đối. Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cuộc chiến đó cả. Tôi nghĩ đó là cuộc chiến tồi tệ và nó ở rất xa. Ngoài ra còn có các vị tổng thống khác như là Bill Clinton và Barack Obama chưa từng đi nghĩa vụ quân sự. Sau cùng, với những tấm gương như vậy đã từng phục vụ trong quân đội, khiến lực lượng vũ trang nơi đây không chỉ khỏe về sức mạnh mà còn luôn có được đội ngũ trí tuệ hàng đầu. Người ta thống kê rằng nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ công việc nào đó trong quân đội, bạn sẽ luôn có sự trợ giúp của một chuyên gia. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc vào năm 2015, quân đội Mỹ có 264.890 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều trình độ, từ kỹ sư đại học cho tới tiến sĩ, chiếm hơn 1/4 quân số. Các chuyên gia chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng trang bị vũ khí.
Với đội ngũ chuyên viên có trình độ cao, quân đội Mỹ trở thành lực lượng có đội ngũ bảo trì tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, cấp bậc chuyên gia trong quân đội không được xem là sĩ quan hay hạ sĩ quan. Nguồn nhân lực chất lượng cao được duy trì xuyên suốt đã giúp cho quân đội Hoa Kỳ luôn giữ vững được sức mạnh cũng như tinh thần kỷ luật qua nhiều năm. Song hành với đó, đây cũng là lực lượng vũ trang hiếm hoi có tuổi đời lớn hơn chính quốc gia của mình. Có thể nói, từ lúc lập quốc, quân sự đã đóng vai trò quyết định trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ý nghĩa mang tính định hình và sự thống nhất quốc gia đã được hình thành từ các chiến thắng như các cuộc chiến chống hải tặc Barbary cũng như chiến tranh năm 1812. Mặc dù vậy, những người sáng lập ra Hoa Kỳ vẫn nghi ngờ về một lực lượng quân sự thường trực vì lo sợ một kẻ độc tài nào đó có thể dùng lực lượng quân sự để thao túng đất nước. Cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thì một quân đội hiện đại lớn mạnh mới được chính thức ra đời. Nước Mỹ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tuy nhiên, quân đội nước này lại được ra đời vào năm 1775. Cũng có nhiều nguồn thông tin cho rằng, trước khi quân đội được thành lập, người Mỹ bản địa đã tổ chức một lực lượng dân quân, nhưng không có cấu trúc tổ chức hay thống nhất các mệnh lệnh chỉ huy. Vào mùa xuân năm 1775, hầu hết lực lượng này muốn chống lại người Anh ở Boston. Nhưng họ nhận thấy rằng, cần phải bầu ra cơ cấu tổ chức chỉ huy thống nhất để chống lại đối phương. Đến ngày 14 tháng 6 năm 1775, Hội nghị đại biểu 13 thuộc địa thông qua nghị quyết thành lập Quốc hội lục địa, đánh dấu sự ra đời của quân đội. Vào ngày 15 tháng 6, George Washington được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội mới, lãnh đạo cuộc cách mạng Mỹ. Sau nhiều năm hình thành và phát triển không ngừng, cho tới nay, quân đội Mỹ đã có khoảng 158 căn cứ trên toàn thế giới, chưa tính những địa điểm không công khai. Các cơ sở quốc phòng trong nước sở hữu khoảng 62.159 km2 đất, gấp 86 lần diện tích Singapore với 716 km2. Những cơ sở rộng lớn cho phép quân đội thực hiện nhiều hoạt động khác nhau mà không lo ảnh hưởng đến dân thường. Đặc biệt, những căn cứ nằm tách biệt giữa những khu vực xa xôi cho phép Lầu Năm Góc tiến hành các thử nghiệm bí mật, tránh con mắt tò mò của giới tình báo nước ngoài. Tiêu biểu là khu vực 51 nổi tiếng. Cùng với dự án siêu tàu sân bay 100.000 tấn tiêu tốn tới hơn 13 tỷ đô la, hàng năm, quân đội Mỹ vẫn luôn dành một khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ cho việc phát triển, sản xuất một số loại vũ khí trang bị. Bằng chứng là họ đang dẫn đầu trong việc sở hữu những mẫu vũ khí độc lạ và đắt đỏ mà dường như không quốc gia nào dám mơ tới. Trong đó có thể nhắc tới vài cái tên tiêu biểu như siêu cá đuối B-2 Spirit. Đây là mẫu máy bay tàng hình khác biệt so với các đối thủ khác, không chỉ bởi hệ thống phòng thủ tiên tiến, mà còn bởi mức chi phí sản xuất quá cao, hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chưa tính đến thiết bị trên máy bay. Trong khi đó, người Mỹ đã dành một khoản tiền tương tự để chế tạo tàu tuần dương mang tên lửa lớp Ticonderoga. Ngoài ra, máy bay B-2 Spirit rất tốn kém khi vận hành và bảo trì. Ví dụ, để giữ gìn lớp phủ tàng hình, B-2 cần được bảo quản trong nhà chứa máy bay chuyên biệt. Bởi trong điều kiện bình thường, chất lượng lớp sơn phủ hấp thụ sóng radar của máy bay có thể bị kém đi. Hiện nay, không quân Mỹ đang sở hữu 20 chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang dự định loại biên phi đội B-2 Spirit trước năm 2030, dù cho loại máy bay này được đánh giá là có hiệu quả chiến đấu cao. Người kế nhiệm B-2 Spirit được cho là máy bay ném bom chiến lược cải tiến B-52 Stratofortress. Vũ khí hạt nhân đắt nhất trong thời gian gần đây chính là quả bom mới B-61-12 của Mỹ. Và đây không phải là loại vũ khí được tạo ra từ con số 0, mà chỉ như một phiên bản của quả bom B-61 mẫu năm 1963 đang hiện diện trong kho vũ khí của Mỹ. Tổng chi phí của chương trình cải tiến khoảng 500 quả bom hạt nhân lỗi thời được cho là vượt quá 11 tỷ đô la. Như vậy, giá của mỗi quả bom mới lên tới gần 23 triệu đô la. Sau khi nâng cấp, B-61-12 sẽ có độ chính xác hơn nhiều so với người tiền nhiệm B-61. Quả bom này sẽ được trang bị đuôi bom mới và một hệ thống hướng dẫn quán tính trên máy bay chở bom, không cần ném bom theo chiều thẳng đứng, mà có thể thả bom từ xa để bom tự động tìm đến mục tiêu. Ngoài ra, B-61-12 còn có sức xuyên phá đủ để phá hủy các trung tâm chỉ huy đặt dưới hầm ngầm sâu trong lòng đất. Với độ chính xác cao và tính tùy biến để có thể thích ứng nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau, B-61-12 trở thành vũ khí nguy hiểm nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Cùng với việc chú tâm phát triển hệ thống vũ khí dồi dào, sở dĩ Hoa Kỳ luôn có nguồn nhân lực chất lượng cao như đã nói ở trên, bởi họ sở hữu một trong những cái nôi đào tạo những sĩ quan quân sự tốt nhất hành tinh. Mọi người thường biết tới Harvard,
hay Stanford là những trường đại học danh giá và lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, Học viện Quân sự Mỹ West Point còn khắc nghiệt, danh giá và lâu đời hơn. Người Mỹ thường truyền tai nhau rằng tốt nghiệp Harvard có thể thất nghiệp. Tuy nhiên, tốt nghiệp West Point chắc chắn không thể thất nghiệp. Học viện Quân sự Mỹ, gọi tắt là West Point, được thành lập bởi Tổng thống Thomas Jefferson vào năm 1802 bên bờ sông Hudson tại West Point, gần thành phố New York. Ngôi trường tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi khoảng 65 km vuông, là học viện quân sự cổ kính và uy tín nhất của Hoa Kỳ, nơi từng đào tạo ra hai vị tổng thống Grant hay Eisenhower, cùng những vị tướng lừng danh của nước này như Patton, MacArthur và nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới. Học viện luôn đặt sứ mệnh đào tạo ra những học viên xuất sắc trong bốn lĩnh vực quan trọng: trí tuệ, thể chất, quân sự và đạo đức. Mỗi năm, học viện này chỉ nhận xấp xỉ 1.100 sinh viên cả nam và nữ đến từ tất cả các bang trên nước Mỹ, ở mọi chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Tỷ lệ trúng tuyển của West Point chỉ là 9%. Có nghĩa là cứ 100 hồ sơ gửi về trường, chỉ có 9 ứng viên được nhận. Trong đó có 83% là nam, 17% là nữ. Mỗi năm, học viện này đào thải 10% học viên, tức năm cuối chỉ còn dưới 1.000 học viên ra trường. Tuy nhiên, cần phải đặc biệt chú ý rằng những sinh viên bị loại khỏi West Point vẫn xuất sắc đến mức cả đại học Harvard hay MIT cũng đến mời về học. Theo một đạo luật của Quốc hội được thông qua vào năm 1903, để trở thành học viên của trường phải có sự đề cử của ít nhất một thượng nghị sĩ là người đại diện và một người được ủy quyền trong Quốc hội. Hiện tại, mỗi thành viên của Quốc hội và Phó Tổng thống có thể có 5 tiêu chuẩn giới thiệu cho Học viện Quân sự Hoa Kỳ bất cứ thời điểm nào. Để được nhận vào học tại trường, các thí sinh phải ở trong độ tuổi từ 17 đến 23, tùy theo đầu vào, chưa lập gia đình, không có trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ nhỏ, có phẩm cách đạo đức tốt. Quy trình được xét duyệt bao gồm các bước: nộp hồ sơ ứng tuyển, trải qua các vòng kiểm tra về trí tuệ, thể lực và thư đề cử từ thượng nghị sĩ. Ngoài điểm trung bình cao khi tốt nghiệp trung học, cũng như điểm thi SAT, sinh viên nộp đơn phải qua một cuộc sát hạch toàn diện về sức khỏe, bao gồm cả kiểm tra thị lực của mắt, phải chứng tỏ có tinh thần phục vụ, có tài lãnh đạo, vài cuộc phỏng vấn và phải nộp 3 bài luận. Mỗi năm có khoảng 20 thí sinh là người nước ngoài được nhận vào học tại trường. Các nước có thí sinh gửi đến học tại đây phải trả chi phí cho các học viên của họ. Kể cả với sinh viên ngoại quốc, đầu vào của họ cũng phải vượt qua các kỳ thi như TOEFL, SAT, GMAT, GRE, tùy theo cấp và ngành. Chương trình giảng dạy của trường gồm 42 chuyên ngành và lĩnh vực nghiên cứu. Tất cả đều nhằm mục tiêu củng cố quan điểm lịch sử, nuôi dưỡng hiểu biết văn hóa, rèn luyện kỹ năng quân sự và phát triển tổ chức lãnh đạo. Với mục đích đào tạo được các lớp sĩ quan văn võ song toàn, chương trình huấn luyện của West Point cực kỳ nghiêm ngặt. West Point thiết kế một chương trình đào tạo để mỗi sinh viên của họ có được dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một diễn giả và ứng xử như một chuyên gia tâm lý. Sau khi tốt nghiệp, các học viên ở đây sẽ nhận bằng cử nhân khoa học và hầu hết được cấp quân hàm thiếu úy trong lục quân Hoa Kỳ. Việc bố trí các chuyên ngành khác nhau được quyết định bởi những người trong hội đồng có trách nhiệm của trường. Các học viên nước ngoài được bố trí tới các nhánh của lục quân nước họ. Các học viên sẽ được trao cho một chiếc nhẫn biểu tượng của West Point, vật kỷ niệm mà mỗi học viên đều tự hào khi nhìn vào. Nhờ quá trình rèn luyện và đào tạo để trở thành một con người toàn diện, West Point không chỉ đào tạo ra những vị tướng giỏi cho quân đội Hoa Kỳ, mà còn có cả các cựu sinh viên West Point sau 5 năm phục vụ bắt buộc trong quân đội, đã có rất nhiều người trở thành những CEO, các chính trị gia tài ba của nhiều quốc gia. Mặc dù sở hữu đội ngũ chất lượng cũng như không ngừng đổ tiền nâng cấp, tuy nhiên gần đây, quân đội Mỹ lại gặp phải một vấn đề khá đặc biệt: thiếu hụt nhân lực. Cụ thể, từ năm 2016, người đứng đầu Lầu Năm Góc lúc đó là ông Ashton Carter đã yêu cầu xem xét lại tiêu chuẩn tuyển dụng để đảm bảo đủ quân số cho lực lượng quân đội Mỹ. Theo ông Carter, cần nới lỏng tiêu chuẩn tuyển dụng như tình trạng thừa cân, thể lực, hình xăm và thậm chí là quá khứ sử dụng cần sa, nếu không muốn quân đội Mỹ tự cô lập mình khỏi phần còn lại của dân số. 6 năm sau, tình hình tuyển dụng nguồn nhân lực cho quân đội vẫn không được cải thiện. Theo một báo cáo đề ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Lục quân Mỹ, quân đội nước này đang phải đối mặt với thách thức tuyển dụng lớn nhất kể từ khi thành lập. Hiện tại, tỷ lệ công dân Mỹ từ 17 đến 24 tuổi đủ tiêu chuẩn phục vụ quân đội đã giảm từ 29% xuống còn 23%. Bộ Lục quân Mỹ cảnh báo, nước này có thể phải đối mặt với sự thiếu hụt 31.000 binh sĩ vào năm 2023 so với mục tiêu đặt ra ban đầu
là 476.000 người. Một lý do khác gây khó khăn trong việc tuyển dụng bởi số lượng thanh niên Mỹ gia nhập quân đội đang có xu hướng giảm. Theo Lầu Năm Góc, thanh niên gia nhập quân đội vì 3 lý do chính gồm mức lương hấp dẫn, được đào tạo miễn phí, có chính sách đãi ngộ tốt. Tuy nhiên có 3 lý do khác khiến một bộ phận thanh niên không muốn đội mũ, đeo sao do sợ bị thương hoặc tử vong, chấn thương tâm lý và quấy rối hoặc tấn công tình dục. Như vậy, hành trình tìm hiểu về những điểm đặc biệt của quân đội Mỹ đã tới hồi kết. Có thể nói cho tới hiện tại, đây vẫn là lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới, cả về chất lượng trang thiết bị cũng như năng lực tác chiến. Theo bạn, đâu là điểm đặc biệt mà bạn ấn tượng nhất? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Và bây giờ là đáp án cho câu hỏi ở đầu video. Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford có thể mang theo tới 4.600 thành viên thủy thủ đoàn.